Đây là Lù A Cẩu, 41 tuổi, người dân tộc Mông, thường trú tại thôn Tam Đình, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trước đó khoảng 16 giờ chiều 23 tháng 6 năm 2018, tại khu vực biên giới thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với đồn biên phòng Bản Lầu đã phát hiện Cẩu có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi bị lực lượng biên phòng kiểm tra, Lù A Cẩu đã chống trả quyết liệt nhưng đã bị cán bộ chiến sĩ phá án khống chế. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng đã phát hiện một đôi ủng mà Cẩu đang xách có hai bánh hình chữ nhật được bọc trong túi ni lông. Qua đấu tranh khai thác, Cẩu khai nhận hai bánh này là heroin. Khi Cẩu đang vận chuyển đến khu vực biên giới thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ cùng một số tiền mặt của Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đang mở rộng điều tra về nguồn gốc số ma túy do đối tượng Lù A Cẩu vận chuyển. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.